Công Sơn đã nói, hãy đi đến sự tận cùng của tuyệt vọng, rồi sẽ thấy kích lợn đẹp như một bông hoa. Học cái phần sau là mình nói. Đây, bây giờ mình sẽ chơi tiếp cái môn lấy cái cái gọi là cái ghế. Con chó này nó kinh lắm. Mẹ, sơ hở một phát là nó phẩm nó sẵn hết. Nó không chừa lại cho mình cái gì hết. Sơ hở ra một cái là nó mò tới là nó quất sạch luôn, không chừa lại cho mình cái gì hết. Hôm bữa nướng cục thịt nó đã quất hết cục thịt rồi. Má cái bếp nóng vậy mình ơi. Nó có thể treo lên mà nó quất được cục thịt. Tại thật. Không ngờ cái bọn chó này nó kinh quá. Nó hành tinh hết rồi, nó sắp biết nói rồi. Biến cho mày. Thịt mày luôn á, tao nướng mày bây giờ. Ồ, thế thôi, bây giờ là 7 giờ tối. 7 giờ sáng là 7 giờ tối. Bây giờ là 7 giờ tối. Thì nói chung ở đây tối cái là nó tối thui à. Có leo lắc mấy ánh đèn ở trên núi người ruộng rẫy đồ của người ta thôi, chứ đây không có cái gì cả. Có một ánh trăng nó lu lu ở sau đám mây. Rồi. Phi hành tỏi cho nó thơm nè. Phi hành nó thơm nè. Cái này mình cứ mắc khén rồi. Đấy, ở đây với đồng bào tại nó mắc khén không. Thịt vô nè. Má ở dưới thằng ăn chay nó cho mình ăn chay không à. Đấy, nên đi chơi. Mọi người thấy sao nhỉ? Một cái bếp outside, một cái nhà gỗ hoặc là cấm lều, thấy cũng khá hợp lý á. Cho hai ngày cuối tuần. Ở đây nó không phải gọi là Đà Lạt nữa, mà ở đây là trong rừng. Thực sự mình lên Đà Lạt thì mình không thích vào thành phố cho lắm. Thành phố giờ trung tâm giờ nó như Sài Gòn vậy, kẹt xe rồi đủ kiểu, mặt mệt. Vô rừng thì sống cho nó khỏe. Là rau cải cúc, trên này gọi là cải cúc, phần ô. Hợp lý. Nó ngọt. Nói chung là có tiền cũng không sống được như vậy đâu. Các bạn dù bạn giàu cỡ nào, bạn có điều kiện cỡ nào thì bạn sẽ không sống được như vậy nếu tính lại là bạn phải có đam mê thì bạn mới vác cái xác lên đây sống chỗ này được. Thấy không? Buổi tối mà nấu ngoài trời phía sau là ánh đèn. Rồi tối vô nhà dăng cái giọng ngủ toan tem và lũ chó nó nằm kế bên. Nói chung ở đây cũng vui, hợp lý, anh em sống với nhau cũng hòa bình. Nói chung chủ nhà này mình mới biết nó từ cái lúc mà mình đến đây thôi chứ mình có biết gì đâu. Thế thôi, còn tinh thần min nó ở chỗ đó, anh em chơi với nhau là như vậy, không cần phải biết nhau. Ôi trời ơi, phê loại mặt đã, thơm. Bây giờ mình sẽ vô nhà, mình rót một chén rượu và hy vọng cái lũ chó nó hướng quốc của mình. Đi! Vô! Đi! Dưỡng phòng thủ anh em ơi. Hình quá. Ôi giời ơi, quá phê loại phê, ôi giời ơi. Cái bọn chó này, mày mà anh của tao là tao nướng mày đấy. Ôi mày, bữa mày giết của tao hết hai lần thịt rồi. Đây mình có một ít nấm nữa. Phải mua, nãy tính đi mua nấm về cho thằng ăn chay nó ăn. Mày mua xong gọi điện cho nó, hôm nay em đi cắm trại rồi. Ừ, mày đi trại luôn đi. Nó bữa nay nó chạy tour, Min Advent Tour gì ở Đà Lạt nè. Rồi, mình cho nấm vô. Ăn bao nhiêu bỏ bấy nhiêu chứ. Bỏ nhiều quá, ăn không hết nó, mình xèo đi.
lấy bên nồi ra. Thực sự ai cũng nghĩ mình là đang hành hạ bản thân rồi sống khổ sống sợ, nhưng mà không hề. Đây mới là Hùng, đây mới là Bụi, Bụi mới là Hùng, Bụi đang Hùng đang đi tìm Bụi. Chứ thật sự cuộc sống mình quen với cuộc sống dân dã nông thôn từ bé rồi, và lớn lên cũng vậy, cũng vẫn thích nấu ăn kia, vẫn thích dân dã này nọ chứ, cũng thích cà phê. Đấy, đây mới là Hùng. Đấy, ôi giời ơi, về chưa? Đây, đợi lửa nó cháy hết cái đã, xong rồi mình sẽ cho thêm, mình sẽ cho xuống và mình ngồi mình nhâm nhí. Đấy, khi nào nó nguội mình lại bỏ lên bếp. Đấy. Còn cái này cho nó cơm lên, cho nó cháy, tí mình ăn cháy cho nó phê. Má lúc cần cháy không cháy, lúc cần cháy thì nó cháy bà nội nữa. Đây là thịt xào nấm. Ngon, khỏi cần chấm. Ồ, nói chung là phải chấm. Má mày chó, mày nhà tới đó, tao nướng mày luôn á. Trong trên một cái thùng lũng, ở dưới kia là một cái thùng lũng cất heo. À, đây gọi là thùng lũng cất heo. Không phải là nó có cứt heo đâu, mà người ta cầm rau á, người la làm đất xong người ta bón cứt heo á, nó thú quắc à, mà mưa xuống hết thú. Nói chung cứt heo cũng thơm mà, chúng ta đang ăn cứt một cách gián tiếp mà. Nói thấy ghê không, mình thì không ăn thịt chó, nhưng mà mấy con chó này thằng quỷ thái nó để cho đói quá. Chó người ăn chay rồi, chó không cho ăn chay, kêu nó mày mang cái xô luôn rồi bún á, để xong rồi trưa mình ra mình lấy vậy cho nó ăn, không chịu. Em cho nó ăn chay, cho nó ăn chay má, có ngày nó ăn mày luôn. Người vòng rồi à, để giờ cho lên rồi mình chơi tiếp. Rồi cái cục lửa quá. Dâu cái là ân lần đây là giây phút tự tế với bản thân. Tính tới đi, một ngày nào đó các bạn cũng phải nhận ra rằng ồ, bấy lâu nay mình chưa tự tế với bản thân. Con người ta cứ tự dối mình trong cái thói quen đã cũ, nhưng mà thói quen thôi mà, thì mình học cách quen với thói mới. Tối hôm nay sẽ được ngủ một giấc rất là kỹ đây, ăn thịt ăn rượu no say. Đây là những cái thứ mình thiếu trong hơn một tháng qua. Sau một tháng qua mình bị mất ngủ, bị căng thẳng, bị mất ngủ. Mà thôi kệ đi, cuộc sống còn niềm vui thì khi nào còn niềm vui thì mình vẫn cứ phải vui, mà không còn niềm vui thì thì mình cứ phải tạo ra niềm vui cho mình để sống, chứ biết sao giờ. Bây giờ là tới tiết mục. Tiết mục này là tiết mục nấm. Bây giờ là hơi lân lân nha, rượu này hơi nặng. Má nó ủ men gì mà nó ủ hơi nặng. Rượu này là nó lấy men nó ủi trái dầu. Tao nướng mày nha chó. Cuộc sống mà, cứ tận hưởng đi. Kệ mẹ những cái ổ gà trên đường đi. Cứ tận hưởng chuyến xe của đời mình. Đến đâu mình đến đó. Cho dù bạn có ngồi nhầm chuyến xe buýt thì bạn vẫn phải tới bến.
đi cho tới bến, tới đâu mình hay tới đó. Chuyến xe của đời mình không có ai tận hưởng dùm cho mình đâu, mình cứ việc tận hưởng thôi. Rồi bảo hãy thôi đặt ra những quy tắc thế này, phải thế này, phải thế nọ, thì cái chuyến xe của các bạn nó cũng rất là ok, mặc dù nó hơi sập sình nhưng mà nó cũng cũng lắc lư, cũng dập nhiều. Thôi bye bye, bây giờ để cho mình ăn một cách thoải mái nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những cái clip sau. Xin chào toàn thể đồng bào cả nước. Hôm nay gia đình chúng tôi ăn cơm, tôi ăn cá rồi.